Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới nhâm dần 2022, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT tại quận Ngô Hài Sơn và công ty trách nhiệm hữu hạn Apple Film Đà Nẵng tại khu công nghiệp Hòa Cầm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các doanh nghiệp trong năm qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh cũng như tích cực đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Thành ủy tin tưởng với những thành tích đạt được cùng những định hướng đúng đắn, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra góp phần vào sự phát triển của thành phố